nhà, hôm nay ghé mua bánh cam ở đây rồi quay phim lại cho cả nhà coi luôn. Lần đầu tiên thấy bánh cam và làm ăn và làm tại chỗ luôn. Thường thường ở ngoài thì người ta bán cho mình thì toàn thấy ăn không à, chưa bao giờ chứng kiến cái quy trình làm bánh cam này. Hôm nay đi ngang đi chỗ cái chung cư, anh cho em hỏi chung cư này chung cư gì vậy anh? Chung cư Ngô Gia Tự. Đi ngang qua chung cư Ngô Gia Tự thấy anh chị đang làm và chiên bánh cam ngay chỗ trước cửa nhà luôn, và mua bánh cam rồi cũng là quay phim lại giới thiệu cho cả nhà. Nếu có ai muốn ăn bánh cam thì đi ngang qua đây ăn bánh cam tầng lò luôn. Giá thì rất là mềm ha, chỉ có 5.000 đồng một cái thôi. Chị bánh cam này là không có áo đường giống như mấy cái bánh cam kia hả chị? Dạ không. Dạ. Nó khác hơn so với mấy cái bánh cam khác ha. Đây là bánh cam không có cái lớp đường chạy phía trên đó cả nhà. Có nhiều chỗ thì có đường chạy hoặc là có cái đường trắng nữa đó. Có hai loại. Cái loại mà có đường á thì cái vỏ bánh nó sẽ hơi cứng hơn một chút. Dạ. Còn cái này nó mềm, xốp mềm chứ không có cứng. Mềm mới giòn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nó xốp chứ không có cứng chai như mấy bánh kia để đường lên, nhưng mà làm xốp gì để đường lên nó sẽ mềm. Dạ. Rồi cho em hỏi là ví dụ nếu mà khách ăn mà không có muốn mè thì kêu anh đừng có bạo mè lên ha. Rồi dặn trước thì có. Dạ. Đó, ví dụ ai mà không thích mè thì nói anh chị đừng có bỏ mè. Đây là anh chị vừa làm vừa chiên luôn cả nhà. Như một nồi đậu xanh luôn. Ngày chắc mình chiên nhiều lắm anh ha. Chiên ngày thì ra khoảng 1.000 mấy cái à. 1.000 mấy cái bánh cam á cả nhà. Làm chủ yếu chắc là để mối đúng không anh? Đúng rồi, giao cho các chợ bán lẻ với giao công ty. Dạ. Đây có số điện thoại của anh để nhận giao xỉ luôn này mọi người. Anh chị làm nghề bánh cam này lâu chưa anh? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Nhưng mà ngồi sát cái nồi bánh cam á, không có bị gắt dầu ha. Dầu rất là mới luôn á. Dạ. Không phải là ngồi quay phim với anh chị mà nói tốt nha, nhưng mà em đi cái trên cái đường mà đường An Dương Vương á, trên khu gia xà, anh biết trên đó không? Dạ, trên đó là cũng là một cái chuyên bánh cam nha. Bên đó bánh cam đường, đúng rồi. Nhưng mà họ không có chiên ngoài đường, ngoài lộ như mình, họ chiên trong nhà thôi. Nhưng mà đi thì cái mùi dầu nó rất là gắt. Thì cả nhà ăn bánh cam ở đây thì rất là yên tâm. Mình ngồi sát luôn nhưng mà không có gắt cái mùi dầu. Còn nếu mà chiên dầu mà dầu cũ á thì rất là gắt. Đi ngoài đường thôi nó đã có cái mùi đó rồi. Cho nên ăn bánh cam này thì dầu mỡ như vậy thì nó đỡ hơn phần nào luôn, yên tâm hơn rất là nhiều. Nhà bánh cam thì chiên xong rồi qua bên này cho nó ráo dầu á, xong rồi bỏ giấy rồi giao cho khách. Đây bánh cam rất là nóng hổi luôn. Vừa chiên xong ăn luôn. Ồ, bánh cam này giòn rùm luôn. Giòn xốp chứ nó không có cứng. Dạ đúng. Chứ bỏ ra đi cho con, chấm cái mặn cho con đi. Rất là ngon á. Bánh cam đây rất là ngon cả nhà. Giòn rùm luôn, trong đậu xanh rất là nhiều, nhân đậu xanh rất là nhiều. Vỏ bánh thì cũng mỏng thôi, không có quá dài. Ăn không có bị ngán. Đây, nếu mà ai yêu thích bánh cam ha, cái địa chỉ này, chút xíu mình hỏi lại cái anh coi cái lốc này, lốc gì? 030 Lô M. 030 Lô M anh hả? Chung cư Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Phường 2, quận 10. Anh ơi, mình bán cả ngày luôn hả anh? Giờ trưa là ngưng rồi ha. Dạ. Sáng là chắc 6-7 giờ là có rồi anh ha. 3 giờ khuya làm rồi. Ồ, làm từ 3 giờ khuya. Dạ. Dạ. Anh ngồi chiên dầu mỡ vậy mà trắng ghê luôn á. 3 giờ khuya là làm đến 12 giờ trưa là nghỉ. Ở nhà nên ghé buổi sáng để ăn. Hoặc bánh này thì có thể ra chợ thì họ bán
đuổi lên ngang. Cái này mình có làm hai loại, loại nhỏ nhỏ để bán ở chợ nữa. Chợ dạ. Ta dễ bán á. Dạ. Thì cái loại nhỏ đó thì chỉ 4.000 thôi, nhưng mà sáng làm tới đến 7 giờ là ngưng cái bánh đó rồi. Ngưng cái bánh nhỏ đó anh ha. Còn cái bánh này là công ty người ta đặt theo trọng lượng của người ta. À dạ. Nó sẽ bự hơn cái bánh chợ. Dạ. Vậy là cái bánh này là mình muốn lớn chừng nào thì tùy mình nặng thôi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Em về dưới Tiền Giang á, dưới Mỹ Tho á, họ nặng cái bánh to lắm, họ bán 10.000 đồng, to gấp đôi vậy thôi. Nhưng mà nhiều khi người ta có để bột nổi nha, bánh bự nhưng mà nó bọng ở trong à. Nó cũng dày bột á anh. Ờ, dạ. Đó, dày bột. Mà họ làm có đường, họ làm đường chứ không phải làm công giống như mình. Cái bánh mà làm công như vậy là ngoài, em nhớ là nhỏ là em ăn ngoài miền Trung nè. Đó, bánh miền Bắc là gọi là bánh rán đó. Đúng rồi, chính xác đó. Lâu lắm mới gặp lại cái bánh này á. Em vô miền Nam thì toàn gặp cái bánh mà có đường phía trên không à. Đúng rồi. Thì hôm nay đi ngang qua đây mới thấy cái bánh này không có đường á. Ăn mới đúng lại cái vị bánh quê nè. Miền Nam này làm thường bánh cam, người ta gọi bánh cam thì nó phải có chiếc lớp đường ở ngoài. Dạ. Nhưng mà cái này là gì, mình hàng đặt theo yêu cầu á. Dạ. Làm không có đường, tại người ta đi xuất nước ngoài thì nó có đường, nhiều khi lạnh để nó không sao, mà để nóng cái nó chảy đường ra từng lum nó xấu. À, người ta đặt nó đem đi nước ngoài anh hả? À. Dạ. Người ta đặt chứ đâu có phải là mình xuất đi đâu đúng không anh? Đúng rồi, mình đi qua một cái công ty xuất khẩu riêng. Dạ. Ta chiên vậy đó, người ta mới đi đăng ký đồ làm được chứ mình. Tại người ta xuất nhiều mặt hàng á, người ta đi chung luôn. Dạ. Ồ, hàng anh đi nước ngoài cho nên là đúng là cái tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm nó rất là tốt á. Đúng rồi. Dầu chiên cũng tại vì dầu vô chỗ nó kiểm tra, mà dầu mà có mùi dầu là nó đâu có chịu, nó loại ra ha. À. Dạ, cho nên là cả nhà mà ăn bánh này ở đây thì thôi yên tâm về cái chất lượng rồi. Chứ em ăn bánh thì nói chung là bánh thì mình vẫn thích bánh chiên vậy đó, nhưng mà cùng lo về vấn đề sức khỏe. À, giới thiệu cho cả nhà thì mình giới thiệu những cái quán mà nó sạch sẽ tí. Cái quán này thì yên tâm là dầu, nhà thấy dầu không phải là hôm nay là vô bất ngờ, chứ không phải là đến liên hệ trước để anh chị chuẩn bị dầu mới đâu. Không, đây là ngày nào cũng vậy, dầu mới. Dạ. Hết, không có chiên dầu cũ. Dạ. Chiên dầu mà có hơi gắt dầu một cái là nó không chịu à. Dạ dạ. Lúc đó mình lỗ nữa. Là nó trả lại anh ha. À, đúng rồi. Nếu mà không đạt chuẩn là nó trả đó. Dạ. Nó trả liền tại chỗ luôn á, chứ không phải là đợi trừ sao vậy chứ. À vậy á hả? À, vô mà nó qua máy kiểm tra không được là nó trả liền tại chỗ. Trả lô hàng nó luôn. À. Bánh này nó đem đi đâu mà gắt gao vậy anh? Này đi Mỹ à. À vậy hả? Bánh rán đi Mỹ. Cái này nó xuất qua bên ở Bắc Cali á. À, cái khu đó khu người Việt nhiều quá. Nó có cái chợ là Đại Thành. Dạ. Nó qua đó. À, người ta giới thiệu cho mình biết vậy anh hả? Dạ. Tại vì mình xuất đi đó, mình đưa qua công ty á thì dạ. Công ty có báo vậy đó. À, khu Bắc Cali. Chắc là mấy anh chị mà coi được cái video này đôi khi là biết là mai mốt ăn trúng mấy cái bánh rán là hôm nay quay ở đây á. Này còn có mấy anh chị ở nước ngoài hồng hay coi video vậy đó. Anh cái bột đó là bột mì anh hả? Dạ không, cái này bột nếp. Bột nếp hả? Dạ. Anh, cái lửa mà mình chiên á là yêu cầu phải từ từ thôi đúng không anh? Đâu có chiên lửa hồn quá là nó cháy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Lửa từ từ thôi. Lửa nhỏ riêu. Tùy theo tốc độ của mình làm đó. Dạ. Canh lửa theo tốc độ mình làm. Cái này cũng như nhiều người học lắm mà làm không được. À vậy hả anh? Dạ. Dạ. Chính người á bà, anh ta cũng học á, bà anh ta học nên tính là để chiên á bà luôn á, thổi sức đi. Về nước ngoài á hả? À, dạ. Rốt cuộc cũng không có chiên được. Dạ. Cũng phải lấy sức đi. Chắc có lẽ là cái bột là nó quan trọng nhất á. Đúng rồi. Cái cách pha bột, làm bột. Dạ.
chị, cái dầu nó ngập như vậy rồi mà mình phải trở lên chị ha. Trở cho nó đều hai bên. Dạ. Chiên xong để qua bên này cho nó ráo dầu quá cả nhà. Cái bánh bánh của anh chị ở đây ăn là nó không có bị dính răng á cả nhà, ăn rất là ngon luôn. Ăn ghiền luôn á, ăn hoài luôn á. Mè vô nó béo béo á, nhưng mà có nhiều người là ăn thích mè. Bánh này mắm nhân thì đâu có ngon, phải có cái đồ xanh mới ngon chứ. À, dạ. Bánh cam mà ăn hoài, nhưng mà lần đầu tiên thấy anh chị làm luôn á. Chứ ra ngoài, ra ngoài thì toàn thấy bưng đi bán không à. Nhưng mà quan trọng là ví dụ ngon người ta mới quảng bá, người ta mới tìm đến ăn, chứ đến ăn lần mà ví dụ cũng ngon á, hoặc là người ta thấy anh chị chiên dầu đen quá người ta không sờ à. Mình làm gì cho bột nó đỡ khô đúng không anh?
Mấy anh chị nói cái anh ship bánh bánh cam thôi mà mập vậy đó. Đây ship bánh cam này, anh ship bánh cam này cả nhà. Tròn như bánh cam luôn anh hả? Tiếng là vài bữa nó nổi tiếng là nó xếp hàng nó đưa lên giá nữa đó. Không có giờ chơi vậy. Dương nhiều cũng vậy. Đây, giờ anh mới đốt xăng về rồi vô trống rộng mà. Vậy cái tô nó cuối cùng á hả? Hả? Tô ở đây cuối cùng hả? Ngồi đó mà nhỏ mà. Dạ. Street food đấy chị. Street food là ẩm thực đường phố đó. Nhà chị gọi tiếng Anh á, street food á. Tiếng Anh là dốt á. Ngàn cái đi Canada. Ngàn cái đâu có đủ công đâu chị. Một công tới 14.000 cái lận. À, không đủ một công một bát hả? Không, hôm nay đi công không à. Lấy đồ đưa chị đi mai chị dưới. Đồ nào? Đồ dạ, em tiếp chú ngủ kêu kêu. Rồi. Đồ ăn gì đó. Đồ ăn, đồ ăn. Lấy dép không? Dép để đây. Không. Đồ ăn thôi hả? Lấy đồ ăn. Không đi đi. Cái ngồi đây gì không mấy vụ này quá bạn. Ngồi đây giật giật hoài. Đi đi lần công luôn hả anh hả? Đi lần công. Đi lần công tên ơi. Đặt ngàn cái không bán 10.000 cái mà xin cái ăn thì cho. Đây là chị nào hai cái đi rồi. Thế vậy em cho chị tốt vậy. Mày đứng nó đi, mày bưng kìa. Bán nè chứ không có cho. Bánh cam mà đi lần cả công luôn hả? Đi lần 2 công lần á. Như vậy anh hả? À. Oh. Nhưng mà người ta đặt là một công, đủ một công mới đi. Còn đủ ví dụ có ra nhiều hơn thì là 2 công chứ không có lượng lẻ tẻ hay là ít. Đủ cái số lượng. Một nhưng mà một công vậy mình chiên biết khi nào đủ ánh? Nửa tháng hả? Chiên xong là cứ rồi hút chân không anh hả? Đúng rồi, đưa vô công ty tự bảo quản. À dạ. Nửa tháng mới được 1 công. Em xả rồi chị. Chiên thêm 1 tháng mới được 2 công mới đi lần ha. Chặt bông. Nhưng mà nó đủ công là nó xuất rồi. Dạ. Đủ công là nó xuất. Yeah.